Ôi dạ đau quá đi. Trời ơi, bây giờ mình phải làm gì với nó đây? Em vẫn chưa đi khám răng nữa hả? Anh đã kêu em phải đi nha sĩ rồi mà. Tháng này cha Đu phải đăng ký học thêm môn toán. Nhà mình không có đủ khả năng đâu anh à. Vậy em để cho răng của mình rụng hết thì em mới chịu hay sao? Mẹ ơi, răng của mẹ có đau lắm không? Con không cần đăng ký học ở đâu, mẹ mau đi khám nha sĩ trước đi. Không được, con nhất định phải đi học cho mẹ. Nhưng em không thể bỏ lỡ thời điểm phù hợp để chữa trị được. Cùng lắm thì mình bán vàng để cho em đi khám răng. Rồi rồi, em biết rồi, anh đừng có la em nữa. Chúng tôi vừa nhận được một tin khẩn cấp. Siêu bão Risa đã đột ngột thay đổi hướng đi. Nó sẽ đổ bộ vào Seoul trong tối ngày mai. Tính đến thời điểm này, Risa được dự đoán là cơn bão mạnh nhất trong số những cơn bão đã đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên. Hãy dán những tờ báo ướt. Tiêu rồi ông xã ơi, hình như nhà mình vẫn chưa sửa cái cửa sổ bị hư có đúng không? Không chỉ cửa sổ đâu, còn cái cổng cũng chưa sửa luôn kìa. Vậy sao bây giờ anh không mau mau đi sửa cái cổng luôn đi? Ngày mai tất cả các trường công ở Seoul sẽ đóng cửa. Ngày mai chị không cần phải đi học nữa. Tụi em cũng vậy luôn. Mấy đứa mau thôi đi, trong lúc này mà còn cười được hả? Tất cả mau về phòng học bài liền các mẹ. Mình phải mau đi đóng tất cả các cửa sổ lại mới được. Có gió thì em tự lấy lại đó nè. Mẹ không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tụi con còn đáng sợ hơn cơn bão này nữa. Sao anh không nhờ ai đó tới phụ một tay đi? Một mình anh có thể sửa được rồi. Xong rồi, cực kỳ hoàn hảo luôn. Nhìn đi, nó không còn rung lắc nữa. Giờ thì nó bung ra luôn rồi kìa. Rốt cuộc hồi đó mẹ chấm điểm nào ở ba mà chịu lấy ba vậy? Quý vị và các bạn xin hãy chú ý, tôi vừa nhận được tin báo cơn bão được dự đoán là sẽ đi qua thành phố của chúng ta. Nhưng để đảm bảo, tối nay mọi người vui lòng tập trung tại nơi trú ẩn của trường học. Chúng ta phải tới nơi trú ẩn ở trường kìa. Bà xã ơi, hãy thu dọn những thứ có giá trị trước. Còn các con, mau vô nhà sửa soạn và sẵn sàng đi. Nhưng còn cái cổng thì làm sao đây? Cái cổng thì chừng nào sửa cũng được. Nhanh lên, chúng ta phải đi rồi. Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ ở trường hả ba? Chúng ta sẽ ngủ ở trường thiệt hả? Quá thật tuyệt vời. Ở đây có nhiều lều quá. Ủa, Minh Chi ơi, bạn tới đây hồi nào vậy? Lều của bạn ở chỗ nào hả? Chút nữa mình sẽ ghé qua chơi. Con tưởng là con đang đi chơi hả? Không biết sao bảo nhà mình còn hay không kìa. Ở đó mà lo chơi. Nhưng mà chuyện thiên tai này con người chúng ta đâu có kiểm soát được đâu mẹ ơi. Bây giờ vẫn đang an toàn thì chúng ta cứ vui vẻ mà tận hưởng đi mẹ ha. Vậy mẹ sẽ cho con tận hưởng nắm đấm của mẹ nha. Dạ thôi. Tụi mình đang thất thế phải tìm người yểm trợ mới được. Nhưng mà tụi mình bị dí sát nút rồi, không có thời gian đâu. Minh Chi à, tập hợp sức mạnh của tình bạn thôi. Chiếc nhẫn tình bạn, tập hợp. Chuyện gì vậy? Cúp điện hả? Mọi người chú ý, cơn bão đang đi qua thành phố của chúng ta.
Do đó đường dây điện bên ngoài đã bị hư hại, cho nên mọi người hãy ổn định và kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi sửa chữa. Trời đất ơi, mình phải làm sao đây? Bà xã ơi, có chuyện gì vậy? Em tưởng mình đã mang theo rồi chứ, nhưng giờ lại không tìm thấy nữa. Từ từ nói anh nghe coi có chuyện gì. Em đã quên con cốc vàng ở nhà rồi ông xã. Bà tìm đi, còn có nhét ở đâu không? Ba ơi, nếu nó bị bà cuốn đi mất thì không thể tìm được nữa ba. Nó có mắc tiền lắm không? Không đâu, nó cũng không mắc lắm đâu con à. Anh đang nói cái gì vậy hả? Đó là của hồi môn cho con gái khi hai đứa nó lấy chồng mà. Em hãy bình tĩnh lại đã, giờ chúng ta không thể làm gì được đâu. Từ từ rồi mình mua lại cũng được. Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ? Đó là thứ giá trị duy nhất trong nhà mình có. Anh không biết sao? Ui da, cái răng của tôi. Thấy chưa, răng của em đau vì em không quan tâm tới nó đó. Thiệt tình à, anh đã định bán nó đi để em có tiền chữa răng mà bây giờ là... Ui quá, có điện lại rồi kìa. Thiệt là may quá, chúng ta đã được an toàn rồi. Mimi ơi, Shadow đâu rồi? Chị không thấy bạn ấy đâu hết á. Chị Shadow. Không xong rồi, hình như có ai đó mở cửa đi ra ngoài đó. Ra ngoài trong lúc này sao? Shadow à, bây giờ con sẽ đi lấy con cốc vàng. Đừng đi mà. Không được đâu Shadow à. Em phải đi với con bé. Mẹ Shadow à, chị bình tĩnh đi mà. Chúng ta nên gọi đội cứu hộ tới trước, sau đó cùng nhau đi tìm con bé được không? Bên ngoài nguy hiểm lắm, chị không thể đi một mình đâu mẹ Shadow à. Shadow chỉ có một mình thôi, hãy để tôi đi. Tôi không thể chờ đội cứu hộ tới được. Shadow ơi, cốc vàng ơi, hãy đợi chị tới cứu em. Shadow ơi, con đang ở đâu? Rốt cuộc con đã chạy đi đâu vậy? Anh ơi, phải làm sao đây? Có khi nào con gặp tai nạn rồi không? Sao em cứ nói chuyện xui xẻo không vậy? Nhưng anh à. Nhanh lên em, giờ chúng ta đi vòng qua đó thử coi sao. Em lượm được một phiếu ăn miễn phí. Có khi nào nó về nhà rồi thấy sợ quá nên không dám ra ngoài nữa không anh? Chúng ta phải nhanh hơn nữa mới được. Em bám cho chắc nha. Shadow ơi, Shadow. Anh đừng, phải làm sao đây? Con bé không có ở nhà. Shadow ơi. Chào anh chị, tôi mới nhận được báo cáo. Anh chị đã tìm thấy con bé chưa hả? Chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy con bé ở đâu hết à. Tôi hiểu rồi, bây giờ anh chị hãy đi theo chúng tôi. Shadow ơi, con đang ở đâu? Cái này, đây là cột tóc của Shadow. Anh ơi, là cột tóc của Shadow đó. Em nói gì? Đồng chí cảnh sát, làm ơn dừng xe lại. Shadow ơi, chị cẩn thận, nguy hiểm lắm đó. Em ơi, chờ anh với, đừng có đi một mình mà. Shadow ơi, như Shadow ơi. Ủa? À!
trời ơi, nó hú hồn hú vía. Bà xã, em không sao chứ? Anh ơi, bây giờ phải biết tìm con ở đâu hả? Mẹ ơi. Cha Đu à. Bà mẹ ơi, con xin lỗi vì chưa tìm được con cóc vàng. Trên đường đi về nhà, con thấy em ấy đang ngồi khóc một mình nên đã ở lại với em ấy, không thể về nhà được. Con gái của mẹ. Tìm được rồi sao? Thật tốt quá. Không sao rồi, con đừng khóc nữa. Cô bé à, con có biết ba mẹ của em ấy ở đâu không? Dạ xin lỗi chú, con không biết. Đồng chí cảnh sát, ba mẹ của con bé là chủ quán ăn nhanh Mina đó. Tôi còn thắc mắc sao hai vợ chồng họ không đến nơi trú ẩn. Ơi, chắc là họ đã đi khắp nơi để tìm con của mình rồi. Con làm tốt lắm con gái của ba. Trời ơi, con gái của mẹ, con đang nói cái gì vậy? Đối với mẹ con còn quan trọng hơn con cốc vàng đó nhiều. Chỉ cần con an toàn là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ. Cha Đu à. Mẹ ơi, ba. Rồi rồi, mọi chuyện con qua rồi. Con đừng có khóc nữa con... nha. Con đói bụng quá. Con muốn ăn gì? Con muốn ăn mì, một tô thiệt là bự, mì thiệt hả? Là nhiều mày. Được. Như vậy được. Không được đâu thưa cô, vì chúng ta còn có tiết học nữa mà, đúng không hả cô? Tại sao chúng ta lại lãng phí giờ học quý báu để làm mấy chuyện này? Cái này đã được ghi ở trong sơ yếu lý lịch lớp 3 rồi mà, không phải hay sao? Không cần suy nghĩ nữa đâu mọi người. Nào nào các em, vậy cuộc bầu phiếu bắt đầu được rồi chứ? Dạ thưa cô. Bầu phiếu người mình thích. Em hãy viết vào tờ phiếu tên người bạn khác giới mà mình thích nhất nha. Nè nè, bạn nên viết tên bạn nào vậy? Mà không mình nói khác có được không vậy? Không. Cô ơi cô, không có ai mình thích để viết vô thì sao? Sao mà có chuyện đó được? Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi, rồi em sẽ nghĩ ra một bạn nào đó thôi mà. Đúng vậy đó, nhất định phải có một người nào mà bạn thích nhất chứ. Kia kìa, ở bên đó đó. Bạn nói cái gì vậy chứ? Tại sao mình phải viết tên bạn ấy? Mình thích con trai có làn da trắng và nhìn giống một mọt sách đó, và là người mà mình có thể chọc ghẹo. Mình thích kiểu con trai như vậy đó, bạn không nhớ sao? Mấy đứa con trai mà thích thể thao, nói thật với bạn hả, không phải gu của mình đâu. À, thì ra là vậy sao? Vậy kiểu bạn thích là sơn hôn rồi. Cũng phải ha. Sơn hôn là hoàn hảo nhất, rất tốt bụng, lại dễ thương và còn thân thiện nữa. Nhưng mà nè, bạn ấy giống em trai của mình lắm. Quan trọng một điều là bạn ấy không có hài hước một chút nào hết á. Nhưng mà Cha Đu à, đây chỉ là bỏ phiếu người mình thích mà, đâu phải bỏ phiếu tìm hình mẫu của bạn đâu. Nhưng mà mình nghĩ nếu người bạn đó thích đọc truyện tranh thì có phải là cùng sở thích với mình hay không? Thật tuyệt vời nếu gia đình người bạn đó có một siêu thị hay một nhà hàng thì càng tốt. Còn một điều nữa, vì mình học không được giỏi cho lắm nên mình muốn người bạn đó phải học giỏi để có thể làm bài tập về nhà cho mình. Và mình thì không có anh trai, vì vậy sẽ rất là hoàn hảo nếu như người bạn đó có 3 người anh trai. Được rồi, rất đơn giản nhưng rất chi tiết và rõ ràng. Tổng kết từ những gì bạn vừa nói thì... Trời đất ơi, nãy giờ bạn đã viết những điều đó ra luôn đó hả? Bây giờ mình sẽ lặp lại nha. Từ từ, đợi một chút. Giống như vậy nè. Xong rồi, Minji à, bây giờ bạn nói thử đi. Đầu tiên là phải da trắng. Đúng như vậy, trắng như cái bánh hấp mới chịu nha. Không đam mê thể thao và không được phản ứng nếu như bị bạn chọc ghẹo, có đúng vậy không? Chính xác 100%. Bạn đúng là thông minh lắm luôn đó. Chắc hẳn bạn đọc nhiều sách lắm ha Minji. Đây chỉ là mấy điều cơ bản thôi mà. Bạn ấy không chơi các môn thể thao. Gia đình của bạn ấy phải kinh doanh siêu thị hoặc nhà hàng. Đúng vậy, đây là phần quan trọng nhất. Nếu vậy bạn ấy cũng ăn rất nhiều đúng không? Cuối cùng mình đã hiểu được rồi. Rất thân thiện đúng không nào? Là một người vừa thích đọc truyện tranh lại vừa học giỏi, và còn có 3 người anh trai vậy thì... Đợi một chút. Cái này... Thank you.
mình sẽ viết tên của bạn vào tờ phiếu này. Cái gì chú? Cha Đu à, bạn phải viết tên của một người bạn khác giới mà. Bạn viết tên ai vậy? Đây là bí mật ấy, đúng không? Mình biết ngay. Không nói đâu. Nè mấy bạn ơi, mấy bạn viết tên của ai vậy? Hè, không nói cho bạn biết đâu. Chuyện này là bí mật. À, thôi được rồi, có gì to tát đâu. Hai bạn không chịu nói thì thôi đi. Ai vậy hả? Nói mau đi, không chịu nói đúng không? Bạn hỏi mấy chuyện đó là gì chứ? Cha Cha Đu à, với bạn thì một phiếu cũng không có đâu, đừng mơ ha. Hả? Vậy sao? Lý Anh Huy, bạn cũng sẽ không có phiếu nào đâu. Cái gì chứ? Hai bạn đừng có ở đó cãi nhau nữa mà. Những người không có phiếu bầu thì phải tốt với nhau chứ. Nói cái vậy? Không đâu, Cha Đu sẽ không bị phiếu trống đâu. Mình chắc chắn ít nhất Cha Đu sẽ được một phiếu bầu. Nè, Lý Dân Sức, bạn đang nói cái gì vậy? Đúng mà, Cha Đu có một phiếu bầu ở đây rồi nè. Cho Cha Đu sướng quá ta. Nhận được tình cảm của các bạn nam tuyệt vời như vậy. Nè, Lý Anh Huy. Được rồi, mình sẽ không nói nữa. Hạng nhất mà trêu chọc hạng bét như vậy thấy hơi tàn nhẫn có đúng không? Cái gì chứ? Ai hạng nhất hả? Bạn không biết hay sao mà hỏi, không cần phải nói lần hai. Phiếu dành cho nữ hạng nhất là mình chứ còn ai nữa. Sao, sao có thể như vậy được? Mắc cười quá đi, đúng là mắc cười quá. Trời, Cha Đu. Cha Đu à, bây giờ không phải là lúc cười đâu mà. À, phải rồi ha. Cô đã nói là viết tên bạn khác giới rồi mà. Phiếu của Cha Đu thì viết tên của Minchi, còn Anh Huy thì lại tự viết tên của mình vào phiếu bầu. Như vậy thì hai phiếu này coi như không hợp lệ rồi nha. Xấu hổ quá đi mất. Xấu hổ quá đi mất. Thiệt là xấu hổ quá đi. Hầu hết các bạn nam trong lớp đều bầu chọn cho một bạn nữ. Bạn Kim Minchi đã giành giải nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng bạn nha Minchi. Cảm ơn bạn nha Cha Đu à. Đúng là bất ngờ thiệt. Minchi đứng hạng nhất. Bây giờ có thể nói thật cho mình biết rồi có đúng không? Bạn đã viết tên ai? Không, mình đã nói là mình không muốn nói cho bạn biết mà. Đúng vậy, kết thúc rồi mà. Sao bạn cứ muốn biết vậy chứ? Mình đã viết tên bạn Kim Minchi. Mình cũng viết giống như vậy luôn. Chắc chứ hả? Đáng lẽ phải nói sớm cho mình biết chứ. Mình cũng viết tên Minchi luôn. Mình cũng vậy nè. Wow, Minchi thật sự rất được mọi người yêu mến ha. Nhưng mà tại sao chứ? Nè nè, bạn cũng được yêu mến mà Cha Đu. Bạn đều nhận được hai phiếu từ Junseok và Seonhun mà. Tại sao mấy đứa con trai đều thích Minchi chứ? Nè mấy bạn ơi. Ủa? Tại sao Minchi lại được yêu mến sao? Mấy đứa con trai thường thích kiểu bạn nữ như vậy đó. Tụi mình thật sự không thích kiểu con gái công chúa tiểu thư đâu. À, vậy sao? Bạn ấy dễ thương mà, có đúng không hả Đanh Ghi? À, bạn nói Minchi hả? Phải đó, gương mặt của bạn ấy cũng rất dễ thương. Mấy bạn à, Minchi đâu có dễ thương tới như vậy đâu. Mắt của bạn ấy nhìn nhỏ xíu y như cái khuy áo vậy đó. Mắt của mình đúng là không được hai mí. Nhưng mắt của mình không phải là to hơn mắt của bạn ấy sao? Đúng rồi, bạn chính là người có đôi mắt to nhất lớp, ai cũng biết mà. Chắc chắn là vậy rồi. Phải đó, bạn cũng dễ thương mà Cha Đu. Cái gì? Thiệt vậy không? Thiệt, nhưng mà bạn không phải mẫu người của tụi mình. Cái gì? Các bạn dám kêu sấm sét 4 trong 1? Các bạn cũng không phải là mẫu người của mình đâu, biết chưa? Cử chỉ của bạn ấy nữ tính thiệt đó. Đúng là giả tạo mà. Lúc đi với mình, bạn ấy có làm như vậy đâu. Đúng rồi, bạn nói rất đúng. À, Anh Huy phiếu trống, bạn ở đây khi nào vậy? Kết quả của một cuộc khảo sát có nói rằng nếu một người đẹp trai đi ngang qua các cô gái thì các cô gái thường đổ dồn nhìn về phía chàng trai đó. Đương nhiên rồi, thì để mắt chạm mắt chứ làm sao nữa. Còn nếu một người con gái xinh đẹp đi ngang qua các chàng trai thì các chàng trai sẽ né tránh và phớt lờ cô gái đó. Điều đó cho thấy đám con trai rất là nhát gan, đúng không? Hời, đám người ngốc nghếch này. Bạn suy nghĩ thử đi Cha Đu. Họ thà chọn một cô gái tốt bụng còn hơn là chọn một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Đúng là quá ngốc nghếch. Thật vậy hả?
Còn nữa, họ thích một đóa bồ công anh trên cánh đồng hơn là một đóa hồng xinh đẹp nhưng mà có đầy gai nhọn. Đúng là một đám con trai hèn nhát. Thì ra là như vậy. Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Anh Hôi à, chúng ta là những đóa hoa hồng. Đúng vậy, mình là hoa hồng trắng, bạn là hoa hồng đen. Mình xinh đẹp hơn bạn bởi vì mình đã nhận phiếu trống mà. Nhưng mà không sao hết, mình cũng sẽ chấp nhận bạn. Cảm ơn bạn nha, Anh Hôi à. Lần sau, mình cũng sẽ cố gắng để nhận phiếu trống giống như bạn vậy. Đừng có nhảm nhí vậy chứ. Hoa hồng trắng, hoa hồng đen, ngay cả con chó đi qua đường cũng phì cười. Miên Chi vừa hiền lành vừa thân thiện nên đám con trai mới thích bạn ấy thôi. Còn hai bạn, một người nhận phiếu trống, một người thì nhận được hai phiếu. Lý do là hai bạn quá bình thường và cũng chẳng thân thiện, cho nên đám con trai mới không thích thôi. Cái gì? Vậy sao bạn còn viết tên của mình? Bởi vì sở thích của mình hơi kỳ lạ một chút. Trang Sơn Hun, bạn cũng vậy có đúng không? Cho nên tụi mình mới Jun Sát à, bạn không sao chứ? Jun Sát à. Cái gì? Chúng ta quá bình thường sao? Những kẻ hèn nhát này các bạn dám nói vậy hả? Tưởng nói mấy lời đó có thể thay đổi được tụi mình hay sao? Không bao giờ có chuyện đó. Trò bỏ phiếu bình chọn ngốc nghếch đó, tụi mình không bận tâm. Đương nhiên rồi. Hoa hồng đen với hai phiếu bầu. Hoa hồng trắng xíu trống. Không thèm đâu. Họ tới rồi kìa. Là hai bạn đó hả? Ôi trời ơi, mấy bạn có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không vậy? Tụi mình đưa mấy bạn tới phòng y tế nha, chịu không? Sao hai bạn bị sao vậy? Hồi nãy hai đứa mình đã đi nói với cô giáo rồi. Hôm nay hai tụi mình muốn các bạn bầu lại phiếu khác. Nhưng mà tụi mình tuyệt đối không phải là vì chuyện bầu phiếu mà làm như vậy đâu nha. Cô ơi cô. Cô ơi, cô có biết chuyện gì cha đâu chưa vậy? Gì vậy? Cha đu à? À, thì ra là cô giáo của em đang ở đây sao? Mùa xuân đang đến nên em muốn làm một bài thơ. Kế hoạch của cô giáo. Các bạn ơi, chúng ta mau về lớp thôi. Đã hết giờ nghỉ trưa rồi đó. Mình biết rồi. Để mình đá một cú nữa thôi. Quá, thầy chụp tốt lắm luôn. Thầy hiệu trưởng ơi, thầy ném đá banh lại giùm em đi. Cha đu à, bạn đúng là giỏi quá trời luôn. Chúng em xin lỗi cô. Cô phải đi gặp thầy hiệu trưởng mỗi ngày đều là nhờ tụi em hết đó. Sê-chun có 5 cái bánh cookie kem, Ji-hun có 1 thanh hạnh nhân và Dan-gi có 3 gói snack choco. Cha-du à, mình hy vọng là bạn sẽ nhớ những thứ này. Mình nên nhớ cái gì đây chứ? Bộ tụi mình sẽ phải làm bài kiểm tra hay sao hả? Không phải đâu mà. Thôi tiêu rồi. Mình sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Mình còn không biết sắp có bài kiểm tra. Vậy nếu như bạn biết thì sao? Thì... Cha Đu à, mình đang nói về những thứ mình phải mua vào ngày mai thôi. Không phải bài kiểm tra đâu mà. Ngày mai là lễ tình nhân trắng đó. Ý bạn đây là danh sách tặng quà đúng không? Đúng vậy, đây là danh sách những gì mình đã tặng vào lễ tình nhân năm ngoái đó. Bạn đã lưu lại mọi thứ trong danh sách này sao? Tại sao vậy? Để làm gì chứ? Có lợi ích gì đâu. Đâu có món quà nào là miễn phí chứ. Nếu ai nhận được quà của mình lần trước mà không tặng lại cho mình, mình sẽ không để yên cho đâu. Mình hiểu rồi. Xin chào nha. Hôm nay là ngày lễ tình nhân trắng. Nè, mấy bạn tặng kẹo cho mình đi.
cái gì chứ? Tặng kẹo hả? Gì đây? Tại sao bạn lại cười chứ? Tại vì cảm thấy mắc cười đó. Cô bạn không nhớ gì hả? Trời, nhớ cái gì hả? Mau nói đi. Những gì bạn làm với tụi mình vào lễ tình nhân trắng hồi năm ngoái, bạn không nhớ hả? Thật quá đáng lắm. Hãy đợi đó, chơi cha đu. Nè, Lee Chung Min, bạn chính là chàng trai sô-cô-la đẹp trai nhất trong lớp của mình. Mình sẽ chia phần sô-cô-la với bạn nha. Bạn nghe rõ chưa? Tụi mình sẽ không bao giờ tặng cha đu kẹo vào ngày lễ tình nhân trắng đâu. Chắc chắn là như vậy. Dễ thương quá đi. Nè, Trang Sơn Hôn. À, mình biết rồi mà. Sao hả Shadow? Bạn đã nhớ ra mọi chuyện chưa vậy hả? Phải rồi ha, mình đã nhớ ra rồi. Nhớ vị ngọt của sô-cô-la ngày hôm đó nó tan chảy trong miệng của mình nè. Không phải là việc đó đâu. Ai, thiệt là trẻ con quá đi. Ôi trời, Sơn Hôn à. Bạn ở đây rồi hả Sơn Hôn? À, mình xin lỗi nha Shadow. Mình đã lỡ hứa với mấy bạn đó mất tiêu rồi. Cho nên ngày mai mình sẽ tặng cho bạn. Thôi quên luôn đi. Nhìn nè Shadow à, mình tặng cho bạn đó. Cái gì? Bạn tặng cho mình thật sao? Hey, đừng có nằm mơ. Các bạn dám. Shadow à, bình tĩnh đi mà. Thì ban đầu mình nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với bạn. Nhưng mà nó thật sự đã xảy ra. Bạn ấy nói đúng đó. Xin chào Shadow. Mình rất thích sự tử tế và sự nữ tính ẩn giấu sâu bên trong con người bạn. Mình rất thích những đức tính đó. Minji à, mình bắt đầu thấy hơi sợ sợ rồi đó nha. Ai mà biết mình rõ như vậy chứ. À, thiệt là lãng mạn quá đi. Gương kia ngự ở trên tường. Hoàng tử phương nào gửi thư tình cho tôi vậy? Hoàng tử hả? Ôi trời, đừng có mơ mộng nữa. Mẹ này thật tình. Cha đâu có chuyện gì, nhìn bạn mệt mỏi quá à? Mình biết rồi, bạn không thể ngủ vì lo đọc bức thư và nghĩ về hoàng tử suốt đêm. Hả? Cái gì chứ? Bức thư nào? Shadow à, sao bạn không đóng vai con ngựa đi? Được thôi. Nè, chuẩn bị tinh thần nha. Mình tới đây tên mập kia. Yeah. Mà khoan đã, hoàng tử trong bức thư đã nói là bạn ấy thích sự tử tế và nữ tính của mình kia mà. Đô nè, mình xin lỗi bạn rất nhiều nha. Mình rút lại những lời mà mình vừa nói là gọi bạn là mập. Cảm ơn cha đúng. Cha. Bạn đang làm cái gì vậy hả cha đu? Hey, không có gì đâu. Đây được gọi là quan tâm và hy sinh, có biết chưa hả? Mở miệng ra đi nào. Tử tế, nữ tính, và biết quan tâm. Hiểu rồi. Cảm ơn bạn nha Sơn Hôn. Không có gì đâu mà. Bạn gửi cái này tới Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc được không? Không có gì. Vì mình muốn đóng góp chút quà cho trẻ em châu Phi. Mình thấy trên TV có rất nhiều người nghèo khổ khó khăn ở bên đó. Cô ơi cô, cha đu đang dọn dẹp vệ sinh kìa cô ơi. Thôi đi mà, bạn đang làm cửa sổ dơ hơn nữa cha đu. Cứ ra ngoài chơi như mọi khi đi mà, làm ơn. Cha đu à, tất cả mọi chuyện cũng tại bạch mã hoàng tử đó. Đáng lẽ bạn ấy không nên nhận món quà. Ai lại đi làm chuyện ngu ngốc vậy không biết nữa. Đúng vậy đó, thật quá đáng. Đúng là quá đáng mà. Tụi mình cùng đi điều tra xem người đó là ai đi. Khoan đã, mình sẽ đi gọi cảnh sát ngay lập tức. Các em bình tĩnh. Cô thấy đây là một điều tốt. Vì cha đu của chúng ta đã thay đổi, đúng không? Hả? Cô nói vậy là sao?
À, trước hết, Chadu đã không còn gây rắc rối như bạn ấy từng làm nữa. Các em nghĩ xem. Dạ không, em thích Chadu nam tính của ngày thường hơn kìa. Phải, tụi em cũng vậy. Được rồi, các em, chú ý lên bảng nào. À, ôi không, mình phải tập trung vào bài học mà. À, không được, mình phải tập trung, phải tập trung. Nè, bạn ngốc quá đi. Nếu như bạn buồn ngủ thì bạn cứ đi ngủ đi chứ. Bình thường bạn là như vậy mà Shadow. Đúng vậy, tụi mình phải tìm hiểu xem ai là người gửi bức thư đó trước. Người này chắc chắn là người ở gần chúng ta thôi. Là ai vậy? Mình cũng tò mò lắm luôn. Mình ước gì Bạch Mã Hoàng tử bí mật này sẽ sớm xuất hiện trước mặt của mình. Rất có thể. Phải rồi ha, anh hôi cố tình làm vậy để chọc ghẹo Shadow chứ gì nữa. Không thể nào. Vậy thì là ai đây chứ? Cô phải dạy học sinh của mình biết cách cư xử. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Không đợi nào. Là cô giáo. Có phải cô là người viết bức thư đó hay không? Chà đu à. Mình hiểu rồi, là chữ viết tay của cô giáo nè. Chadu à, em bình tĩnh lại đi. Thật sự là cô chỉ muốn em bớt quậy phá một chút thôi, chứ cô không cố tình làm vậy để chọc ghẹo em đâu mà. Cô không muốn gì em mà cô bị thầy hiệu trưởng la mỗi ngày, cô biết hay không hả? Đừng làm phiền cô nữa được không? Vậy thì cô chỉ cần nói với em thôi là được mà. Tại sao cô lại làm cho em hiểu lầm chứ? Cô xin lỗi, cô không nghĩ mọi việc sẽ trở nên như vậy. Thôi được rồi, hẹn gặp các em vào ngày mai. Cô Ly à, hãy cẩn thận đó. Thầy hiệu trưởng ơi, thầy nói chuyện với em một chút được không? Để coi coi. Ba ơi ba, xin chào buổi sáng. Mình cần được yêu thương. Ba ơi, sao có lỗ ở trên báo vậy? Làm sao ba biết được? Giờ ba không thể đọc được bất kỳ bài báo nào hết trơn á. Ngay cả truyện tranh yêu thích của con cũng mất luôn rồi. Ôi trời. Sao anh không ở ngoài phòng khách và đọc tờ báo ngày chủ nhật của mình đi? Nó chẳng có gì để đọc hết trơn. Mình không thể nào cắt giảm bất kỳ chi phí nào trong tháng này nữa hết. Em sẽ cắt giảm tiền xài tháng này của anh một chút đó nha. Tiền xài của anh? Nè, tại sao lại phải làm như vậy? Lẽ ra em nên tiết kiệm hơn mới đúng chứ. Anh đang nói cái gì vậy hả? Em đang nhức đầu vì chuyện tiền nông đây nè. Anh hãy nhìn vào đây thử đi. Nè, anh phải xem cái gì đây? Không có gì ở trong đó hết. Sao nó lại bị rách như vậy chứ? Em đã viết tất cả mọi thứ ở trong đây. Ai đã làm chuyện này vậy hả? Không phải anh mà. Mẹ ơi. Ai đó đã xé hết những chiếc nằm búp bê giấy của con rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Ta-da. Con còn quá nhỏ để hút có biết chưa? Chỉ là để diễn thôi mà ba. Đâu phải là thiệt. Như vậy cũng không nữa. Mấy ngày này, bằng một cách nào đó, có người đã xé hết tất cả mọi loại giấy tờ ở trong nhà của chúng ta. Ai có thể làm được chuyện này vậy chứ? Là tên trộm sao? Sao con lại hỏi ngược lại ba mẹ? Con nói là sẽ tìm ra được mà. Nhưng mà con cần phải hỏi để mà suy luận nữa ba à. Vì đó có thể là một trong số chúng ta. Gì chứ? Không phải em đâu nha. Mimi không thể làm được việc đó. Con có thể làm chứng. Em ấy luôn ở bên cạnh con. Còn mẹ thì trước giờ mẹ vẫn luôn là người ghét ba đọc báo vào mỗi buổi sáng. Nên mẹ đã làm như vậy có đúng không? Ủa? Nhưng nếu mẹ làm thì tại sao mẹ lại xét cuốn sổ chi tiêu đó làm gì? Đúng rồi ha. Mẹ rất kỹ lưỡng về tiền bạc mà. Vì vậy có lẽ... Sao lại nhìn ba? Có thể ba biết mẹ sẽ cắt giảm tiền xài, cho nên ba mới cố tình làm ra chuyện này.
Nhưng mà làm sao mà ba biết chuyện đó được? Và tại sao ba lại xét tờ báo mà mình thích chứ? Ồ, như vậy cũng đúng ha. Con đã tìm ra manh mối rồi. Manh mối hả? Nếu như nhìn những vết rách thật là kỹ càng và cẩn thận thì chúng ta có thể nhận thấy chúng đều bị ướt hết. Từ mùi của chúng phát ra thì đây chính là nước bọt của con người. Nước bọt? Điều đó có nghĩa người đó phải chảy nước bọt rất nhiều. Và vì vậy chúng ta có thể kết luận tên thủ phạm đó không thể là người đang ở đây. Thủ phạm! Không được động đậy. Mimi à, mau bắt giữ Barbie lại đi. Con hãy thôi đi, vậy là đủ rồi. Con trai à, con đang làm gì đây vậy? Con ăn hết tất cả số giấy này hay sao? Em ấy chính là thủ phạm, cần phải bắt giữ. Không được, không được, con muốn ăn giấy nữa mà. Barbie bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn ăn giấy chứ? Cái gì vậy hả? Đây là sách giáo khoa của con mà. Phải làm sao đây? Còn phải làm bài tập nữa. Trời đất ơi, con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Phải rồi, anh nhớ đã từng thấy những chuyện giống như vậy lúc trước. Anh thấy khi nào chứ? Cách đây vài năm, khi Mimi vừa mới được sinh ra. Vào lúc đó, Chadu có vài biểu hiện rất là lạ. Mimi à, con không thể uống sữa hoài như vậy được. Đúng như vậy đó. Hãy lớn nhanh lên để con có thể ăn cơm với cả nhà. Chứ 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 chứ. Mắt cá đâu rồi? Và kể từ ngày hôm đó, Chadu bắt đầu chỉ ăn toàn làm mắt thôi. Từ đó con nào cha đuôi cũng chỉ có ăn mắt. Không biết là bây giờ cha đuôi có còn nhớ chuyện đó hay không. Thật sự là con không nhớ gì hết á. Sao chị ấy làm như vậy chứ? Cha đuôi làm như vậy là vì cảm thấy mình bị bỏ bê. Bị bỏ bê là sao hả ba? Khi một đứa trẻ không cảm nhận đủ tình cảm từ gia đình thì nó sẽ làm những điều kỳ lạ nhằm mục đích gây sự chú ý. Barbie làm vậy là do có cảm giác bị bỏ bê sao ba? Không thể nào. Mimi và con mới là người bị bỏ bê đó ba. Bởi vì mẹ luôn mua những thứ mà Barbie muốn và những thứ mà Barbie muốn ăn, và thậm chí không hề la Barbie dù nó có xé rách cuốn sách giáo khoa của con. Sao con có thể so sánh như vậy được chứ? Chị em của con nó vẫn còn nhỏ mà. Con là chị lớn trong nhà nên phải rộng lượng với tật xấu của Barbie như vậy mới phải. Con đã hiểu chưa? Một tật xấu hả? Có thể chữa khỏi chứng tật cho Barbie nếu như con dành nhiều sự chú ý và yêu thương. Nhưng mà nếu như chúng ta dành cho Barbie nhiều tình thương thì em ấy sẽ hết như vậy thiệt sao? Đúng vậy. Con thấy không có được thuyết phục cho lắm. Dù sao thì con cũng không thể để cho Barbie ăn sách giáo khoa của con lần nào nữa. Con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Mẹ con bận làm công việc nhà rồi nên Barbie đến đây với ba nào. Tình yêu sẽ được bồi đắp khi cùng chơi với nhau. Cha, cha, cha. Barbie à, có vui không con? Vui lắm. Bay lên, Barbie bay lên kìa. Con đang bay. Ôi trời ơi, mệt quá đi, mình phải ngủ một giấc mới được. Ôi trời ơi, ta không chơi với con nữa hay sao? Mới có mấy phút thôi mà. Shadow à, Mimi à, đến lượt hai con chơi với em kìa. Dạ con biết rồi. Tao đứng lại ngay. Còn chạy nữa hả? Chị sẽ bắt được tụi em thôi. Đứng lại chưa? Đừng có mong mà chạy thoát nha. Em mệt quá rồi. Chị cũng mệt quá, không ngờ lại kiệt sức vậy luôn á. Không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Ba vẫn chưa ngủ nữa hả? Được rồi, ăn cơm thôi. Wow, nhìn thật ngon quá. Tất cả món này chỉ dành cho Barbie thôi. Con hãy ăn đi, Barbie à. Dạ. Con ăn xong rồi. Ngon quá. Bà
Bì đã ăn no rồi, chắc là nó sẽ không ăn giấy nữa đâu ha. Ôi trời ơi, mừng quá. Con nghĩ là chúng ta đã dành tất cả tình cảm cho ba Bì rồi đó. Ba ơi, ba chữa hết tật cho Chadu khi chị ấy cảm thấy bị bỏ bê làm sao vậy? À, chuyện đó ba cũng không nhớ rõ nữa. Chadu không còn bị chứng tật, chỉ toàn ăn mắt nữa sau khi ba Bì được sinh ra đời. Phải rồi, à, đúng là như vậy á. Vậy sự yêu thương không chữa hết tật cho con sao? À, không phải như vậy mà. Thật kỳ lạ quá, sao chị Chadu lại hết chứng tật khi em bé được sinh ra vậy chứ? À, chuyện đó hả? Ba có thể giải thích cho con hiểu nè. Vì trước đây Chadu đang là trung tâm chú ý của ba mẹ, và khi Mimi con sinh ra, mọi chú ý đều dồn vào con. Chính vì vậy Chadu đã nổi giận và rồi đã ăn hết tất cả mắt để giải tỏa cơn giận. Nhưng khi Barbie được sinh ra, con và Chadu đều có hoàn cảnh tương tự nhau. Và tự nhiên sau đó, hành vi lạ kỳ của Chadu đã biến mất. Có lẽ con cảm thấy tốt hơn khi không còn cô đơn nữa. Mimi à, cảm ơn em nhiều nha. Thì ra mọi chuyện là vậy hả? Hả? À, nhưng mà Barbie đã đi đâu rồi hả? Nó đi đâu mất rồi ta? Đang ngồi ăn cuốn sổ chi tiêu của mẹ ở trong phòng kìa. Tôi chết rồi, mẹ đã để hết tiền của tháng sau vào trong đó. Em nói cái gì? Đó là tiền sao? Barbie đã ăn hết cả số tiền đó rồi. Ôi sao? Con không nghĩ là Barbie ăn tiền đâu. Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Nè, Barbie à, sổ của mẹ ngon chứ con. Sắp giấy kế bên cuốn sổ của mẹ là những thứ mà mẹ rất cần. Con đừng ăn nó nghe. Tiền. Ủa? Ờ, đúng rồi, tiền là tiền á. Con sẽ không ăn tiền đâu, không phải là đồ ăn. Con không ăn tiền thiệt hả con? Dạ, tiền là thứ mẹ sẽ đưa. Cho con tiền đi. Cho con tiền hả? Cho con tiền đi. Barbie, thật sự không cần nhiều tình yêu. Tiền, cho con tiền. Chỉ cần tiền thôi. Mimi à, em hết tiền tiêu vặt rồi có đúng không? Hết sạch luôn rồi. Vậy bây giờ thì đi kiếm tiền thôi. Đúng rồi đó, hãy kiếm tiền nào. Thời tiết hôm nay đẹp quá, có lẽ mình nên dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi mới được. Mình nói là bạn dừng lại đi mà. Mình có làm cái gì đâu. Đã nói là đừng đặt lên chân của mình nữa. Nhưng mà không có cố ý. Đừng bắt là sợ. Thiệt là chơi Chadu kêu sơn đòn. Hai em mau dừng lại cho cô. Mấy ngày nay cô đã để ý hai em. Cô cảm nhận được cả hai em đều không tôn trọng đối với bạn của mình, cho nên cô đã quyết định. Cô sẽ đưa ra một trò chơi có tên là thần hộ mệnh. Luật lệ của trò chơi thần hộ mệnh này thật sự rất đơn giản. Mỗi em sẽ lấy một cái tên bên trong cái hộp này, và các em phải bảo vệ và chăm sóc cho người đó trong vòng một tuần. Thật hay quá. Làm thần hộ mệnh sao? Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất trong trò chơi thần hộ mệnh này đó chính là các em không được để cho người bạn đó phát hiện ra. Điều đó tức là các em phải giúp đỡ và bảo vệ người bạn đó trong vòng một tuần mà không để bạn ấy phát hiện. Trò chơi rất thú vị. Mình rất thích trò này. Chẳng có gì thú vị hết. Nếu bảo vệ lầm người thì sẽ là một tuần đầy đau khổ của mình. Được rồi các em, bây giờ hãy xếp hàng để lên bốc thăm người bạn của mình đi nha. Thần hộ mệnh. Lên đi. Chào bạn Chadu. À ha, chắc bạn bốc trúng tên Chadu. Có bao giờ bạn chào hỏi Chadu đâu? Cô đã dặn rồi, không được để bị phát hiện ra thần hộ mệnh của mình là ai. Ủa, nhưng mà là mình thiệt á hả?
Thôi đây, bạn đừng ở đó nằm mơ nữa. Mình chào bạn là vì cảm thấy cuộc cãi nhau ngày hôm qua không hay thôi. Trời ơi, ồn quá. Hơi đúng là đám trẻ con, các bạn cứ y như là đang học lớp mẫu giáo vậy á. Chắc bạn là thần hộ mệnh của ai ở đây rồi. Trước giờ bạn đâu có nói chuyện với tụi mình. Hôm nay ai trực lớp vậy hả? Sao không chịu dẹp thùng rác? Chắc bạn là thần hộ mệnh của bạn ấy rồi. Nếu nói cho bạn ấy biết thì chắc chắn bạn ấy sẽ không la nữa. Cái gì hả? Minchi à, bạn hãy trả cuốn tập toán lại cho mình có được không vậy? Mình để quên ở nhà mất rồi. Minchi à, nếu như bạn bỏ quên, có nghĩa không phải là thần hộ mệnh của mình rồi đúng không? Mình để giỡn đó, mình có đem thêm nè. Nè các em, ngày hôm nay cô muốn cả lớp chúng ta hãy trình bày theo nhóm về chủ đề mà cô đã cho tuần trước. Các em chuẩn bị xong chưa? Không biết phát minh nào các em sẽ đưa ra thảo luận đây. Cô đang háo hức quá. Mọi người đều làm một đề tài có đúng không? Mong các bạn đừng xỉu khi nhìn thấy phát minh của mình. Minchi à, chắc chắn bạn còn nhớ chứ. Mình đã thật sự rất khó chịu khi đồng xu của mình đã lăn ở dưới tủ áo và rất khó khăn mới lấy ra được. Và bây giờ, nếu như gặp chuyện đó xảy ra, các bạn có thể sử dụng cái này. Thiết bị thu thập đồng xu. Cái đó mà là phát minh sao? Phát minh này thật sự rất là thú vị, Chandu à. Nhưng mà nam châm không hút đồng xu được. Và dù có thể hút được đi nữa, nếu như đồng xu nằm ở xa cũng đâu có hút tới được. Nó có thể kéo dài ra được, giống như vậy nè. Cái đó có thể giơ tới trần nhà. Bạn mau im đi, tên mập đáng ghét kia. Bạn bị gì vậy? Mình thấy cũng hay mà. Vậy nhóm chúng ta sẽ trình bày cái này. Cái gì chứ? Bạn bốc thăm trúng trà đu phải không? Các em chú ý, mỗi nhóm cử một bạn lên đây trình bày giùm cô đi nào. Phát minh của nhóm tụi mình là thiết bị thu thập đồng xu. Nó có thể giơ tới bất cứ đồ vật gì, bởi vì có thể kéo dài ra. Bạn ráng chịu đau nha. Nó không nhúc nhích chút nào sao hả? Lớp phó là thần hộ mệnh của Đan Ghi. Chandu à, bạn có nhà không? Tụi mình sẽ ra ngoài chơi, bạn đi chung không? Các bạn tính đi đâu chơi vậy? Đi hái hạt dẻ. Đó là ý của bạn muốn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà mình cùng ăn uống và sau đó chơi trò chơi điện tử. Nhưng mà mình lại muốn đi hái hạt dẻ. Gì hả? Vậy cha đâu chính là thần hộ mệnh của Yun Sức có phải không? Wow. Ê cha, có quá trời hạt dẻ luôn kìa. Hình như bạn không vui khi tụi mình đến đây hái hạt dẻ đúng không vậy? Hãy hái và nướng hạt dẻ ăn đi. Có hiệu quả không đó? Mình đã mang theo một vũ khí bí mật. Đây. Cái nam châm này rất mạnh, vì vậy nó sẽ thực sự rất hữu ích đó. Đây là lý do mà bạn muốn dùng phát minh của mình có đúng hay không? Sao hả? Vậy bạn nghĩ nó phù hợp với việc gì ngoài hai trái cây đây? Mọi người nhanh đây nè. Dài đó. Thiệt là mình không tin tưởng bạn nói chút nào. Cẩn thận đâu. Chandu à, bạn không sao chứ? Chân của bạn bị thương rồi kìa. Chandu à, bạn có thể đi được không? Bạn không sao chứ? Nè, Yun Sức à, tất cả cũng là lỗi của bạn đó. Chính bạn là người muốn như vậy mà. Bạn là thần hộ mệnh của Chandu đó hả? Gì vậy? Trời mưa sao? Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Mưa lớn quá nên nước dâng lên rồi.
tại sao chỗ này trơn quá vậy? Chân đang bị thương thì không thể tự mình đi qua chỗ này được đâu, bạn hiểu chưa? Bạn vừa mới nói cái gì? Đây là lỗi của ai chứ? Mình có thể tự đi đường bước đi đó. Coi nè. Nè, để mình cõng bạn. Bạn nói cái gì hả? Lên lưng mình đi, trời đang mưa lớn lắm, nhanh lên. Mình không có bị điên đâu, bạn hãy mau tránh ra chỗ khác đi, nhanh lên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thế mình vẫn có thể tự đi được mà. Đừng có lo nhoi nữa, khó chịu hơn á. Nè Vui Sức à, mau bỏ mình xuống đi, bỏ xuống ngay. Thật tốt quá, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Trời ơi, bạn có sao không vậy? Tỉnh lại đi. Nè cháu gái, con cảm thấy sao rồi? Nè bác gì ơi, bạn ấy không sao chứ? Sẽ không sao đâu mà, cô bé vẫn thở bình thường, chỉ là bị choáng một chút xíu mà thôi. Nếu như vậy thì bạn ấy có cần làm hô hấp nhân tạo hay không vậy? Hô hấp nhân tạo cũng tốt. Nếu biết cách hô hấp nhân tạo thì bạn hãy xung phong đi. Nhưng mình nghĩ ở đây chỉ có mình mới biết tại sao bạn ấy bị choáng và biết cách hô hấp nhân tạo. À, cha cha, nhìn cha đu thật tội nghiệp. Làm ơn tránh ra một bên. Chơi thần hộ mệnh sẽ kết thúc. Thật buồn quá đi. Tuần vừa qua thật đúng là rất thú vị. Đúng vậy đó, trò chơi kết thúc thật là buồn. Mình cũng thích trò chơi thần hộ mệnh này. Nè đốt đốt, mau xóa cái đó đi. Cô chào các em. Hôm nay là ngày kết thúc trò chơi thần hộ mệnh đúng không? Dạ. Do bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng nên các em đã có thể được biết thần hộ mệnh của mình thật sự là ai. Chắc các em rất tò mò đúng không nào? Vậy thì các em hãy nói ra cho bạn mình biết đi nào. Vui Sức, mình không thể nào tin nổi sự may mắn lạ lùng này được. Là lớp phó, không có vui chút nào. Mình thật sự không làm gì hết. Trời ơi, mình không thể ngờ là có thể bốc được cái tên riêng cho mình. Cho cha đu, mình đã cứu bạn ấy. Anh Hôi, bạn ấy rất ổn, như vậy mình đã không phải bảo vệ bạn ấy. Về nhà mình đã gặp cái tên Ninji và viết tên của cha đu vô. Nè cô giáo Ly, cô tạo ra trò chơi thần hộ mệnh trong lớp sao? Đúng vậy đó, nhờ trò chơi mà trong suốt mấy ngày vừa qua trong lớp tôi không có bất cứ một cuộc cãi nhau nào hết. Dạ thưa cô, cha đu và đôn đôn đánh nhau, mũi của họ đã bị chảy máu rồi. Vậy hả? Hừlogan의 시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나 샤랄랄라랄라 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 두근두근
yeah.